Đây là một câu đố vui rất thú vị. Cho hình dưới đây. Có bao nhiêu hình tam giác thuộc mọi kích cỡ và hình dạng bạn có thể thấy trong hình? Liệu bạn có thể đếm hết số tam giác này? Hãy đưa ra đáp án của mình ở dưới phần bình luận nhé. Chúng ta có một hình lục giác đều và các đường chéo như này. Để tìm đáp án bài toán này, chúng ta hãy liệt kê từng trường hợp chi tiết. Trường hợp 1, đó là hình tam giác nhỏ nhất này, ta có thể gọi là tam giác cơ sở. Ta có tổng cộng 12 hình. Trường hợp 2, hình tam giác được tạo bởi hai tam giác cơ sở như này. Ta có 6 hình. Trường hợp 3, cũng là hình tam giác được tạo bởi hai tam giác cơ sở, nhưng theo cách này, ta cũng có 6 hình. Trường hợp 4, tam giác được tạo bởi ba tam giác cơ sở như này. Ta cũng có 6 hình. Trường hợp 5, tam giác được tạo bởi 4 tam giác cơ sở như này. Cùng đếm. 6 hình. Đến trường hợp 6, tam giác được tạo bởi 6 tam giác cơ sở. Và ta chỉ có một hình này. Quan sát lại. Không còn trường hợp nào khác. Vậy cộng tổng lại ta sẽ có 37 tam giác trong hình này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.